Hôm qua, Thái Lan và Nhật Bản đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và bảo trùm và ký ba hiệp định nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong dịp này, hai bên đã thảo luận số vấn đề quan trọng, bao gồm nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác kinh tế cho tương lai, thúc đẩy hợp tác cho sự hồi phục hậu Covid-19, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và tư pháp, tăng cường hợp tác trong sự phát triển của tiểu vùng và khu vực, và tăng cường hợp tác trong việc ứng phó với các tình hình khu vực và quốc tế. Sau cuộc hội đàm chính thức, Thủ tướng kim Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayuth chan o -cha và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chứng kiến lễ ký ba hiệp định giữa Thái Lan và Nhật Bản. Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Thái Lan Prayuth chan o -cha hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản diễn ra đúng dịp kỷ niệm 135 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.